Dàn sao gái nhảy sau 18 năm, Mỹ Duyên hôn nhân viên mãn, Kiều Thanh làm vợ hai gây tranh cãi. Năm 2003, giữa một rừng phim hài nhảm và phim nhựa sản xuất Mỹ ăn liền xuất hiện Gái nhảy, một tác phẩm cực kỳ ăn khách và mở ra trào lưu thực hiện sản phẩm thương mại, lấy đề tài góc khuất như vũ trường, sân khấu để tăng doanh thu. Các nhà sản xuất, đạo diễn lúc bấy giờ ùa đi tìm những gương mặt, người mẫu, ca sĩ, v.v. để làm ra những sản phẩm tiếp nối thành công của Gái nhảy. Những gương mặt từng tham gia trong phim trở thành hiện tượng, được săn đón nhờ thành công về thương mại của tác phẩm. Những gương mặt tham gia vào Gái nhảy như Mỹ Duyên, Minh Thư, Bằng Lăng, sau nhiều năm, mỗi người đều đã có những thay đổi nhất định. Người vẫn dấn thân với nghề, nhưng cũng có người lựa chọn đi con đường không nghệ thuật. Mỹ Duyên, vai Hoa, cô gái nhà giàu hư hỏng ngày nào giờ thành nghệ sĩ ưu tú. Vai diễn Hoa của Mỹ Duyên trong Gái nhảy đánh dấu sự chuyển mình lớn trong kho nhân vật của nữ nghệ sĩ. Trước đó, tên tuổi của Mỹ Duyên gắn liền với những nhân vật hiền hậu trong sáng. Nhưng vào vai Hoa, cô trở thành thiếu nữ nhà giàu, ăn chơi hư hỏng. Cô không ngại qua đêm với một bầy đàn ông bên bờ biển, chỉ để đổi lấy một vài phong thuốc viện. Trước đó, vì Duyên gắn với những vai diễn ngây thơ trong sáng, nên nhân vật Hoa có thể coi là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Mỹ Duyên. Hiện tại, Mỹ Duyên trở thành nghệ sĩ ưu tú, xuất hiện trong nhiều bộ phim như Nữ Tướng Cướp, Mùi Ngò Gai, Vị Đắng Tình Yêu Ba, Bằng Chứng Vô Hình. Gần đây, cô còn được chú ý với vai bà Ích trong phim Cây Táo Nở Hoa. Nữ diễn viên mô tả rất thành công hình ảnh một người đàn bà vô tâm vì ngoại tình mà bỏ rơi con cái, đến mức được khán giả nhận xét là nhân vật gây ức chế nhất phim. Về cuộc sống riêng, năm 42 tuổi, Mỹ Duyên kết hôn với ông xã Việt Kiều Công Phước. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và con trai. Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên tiết lộ chồng cô là người Huế, yêu vợ và nghiêm khắc với con trai. Hiện nữ diễn viên không sống trong thành phố mà về ở tại trang trại nơi chồng đang làm việc, tận hưởng môi trường thiên nhiên, xanh tươi, yên bình. Minh Thư vai Hạnh, không vượt qua được cái bóng quá lớn của Gái nhảy. Nhân vật Hạnh là đại diện cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tỉnh táo mà sa ngã vào những cạm bẫy của xã hội. Cô dấn thân vào con đường gái làng chơi và nhận cái kết đắng với căn bệnh thế kỷ. Trong phim, Minh Thư gây ấn tượng với lối diễn xuất duyên dáng và những phân cảnh khoe thân bốc lửa. Sau đó, Minh Thư tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Hương Phù Sa, Lọ Lem Hè Phố, Lấy Vợ Sài Gòn, nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của bộ phim Gái nhảy. Năm 2009, Minh Thư kết hôn với một đại gia và đón con gái đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống do thành kiến gia đình chồng với nghề nghiệp của nữ diễn viên. Hiện tại, sau gần 10 năm ly hôn, Minh Thư vẫn tận hưởng cuộc sống của một người mẹ đơn thân bên con cái. Cô hiện đang định cư tại Mỹ, vẫn tiếp tục tham gia nghệ thuật bằng việc đi hát tại các sân khấu hải ngoại. Từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Vietnamnet, Minh Thư cho biết cô vẫn không nghĩ tới việc đi bước nữa sau khi ly hôn. Bằng Lăng vai Ngọc, cô gái bất cần sang nước ngoài định cư. Tham gia showbiz từ những năm 1990, Bằng Lăng là một trong những gương mặt người mẫu thế hệ đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cô tạo dấu ấn tốt ở vai trò diễn viên. Trong Gái nhảy, cô đóng Ngọc, một cô gái lạnh lùng bất cần nhưng bên trong lại là tâm hồn cô đơn, khát khao về tổ ấm gia đình. Bằng Lăng còn có một số vai diễn khác trong Gái nhảy 2, Nữ Tướng Cướp. Trong Gái nhảy, Bằng Lăng vào vai Ngọc, một cô gái lạnh lùng bất cần nhưng bên trong chất chứa nỗi cô đơn và luôn đau đáu hướng về gia đình. Năm 2006, Bằng Lăng kết hôn với ông xã người Đức và chuyển sang Mỹ định cư. Sau khi sinh con, cô giảm thiểu gần như hoàn toàn các công việc liên quan đến nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình. Hiện tại, cựu người mẫu diễn viên đang sinh sống tại Singapore. Cô tâm sự, tôi rất yêu cuộc sống tại Singapore vì việc chăm sóc chồng và hai con gặp nhiều thuận lợi. Tại đây có rất nhiều công viên và khu bảo tồn thiên nhiên để cả nhà cùng nhau khám phá, giúp gia đình thêm gắn kết, yêu thiên nhiên và rèn luyện sức khỏe. Bằng Lăng cũng dễ dàng tìm thấy các nguyên liệu để nấu cho gia đình những món ăn Việt Nam. Kiều Thanh vai Sương, nữ phóng viên của Gái nhảy có phát ngôn sốc về cuộc sống vợ hai. Ban đầu đạo diễn Lê Hoàng nhắm vai Hạnh cover cho Kiều Thanh nhưng cô từ chối. Sau đó Kiều Thanh được giao cho vai Sương, nữ phóng viên. Tuy nhiên khi phim ra mắt, nhân vật này lại bị đánh giá là ngây ngô, xuất hiện nhạt nhẽo. Nữ diễn viên cũng từng công nhận đây không phải là vai diễn thành công của cô. Sau 17 năm từ khi Gái nhảy ra rạp, Kiều Thanh đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Hồi tháng 7 năm 2020, cô trở lại với phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái. Trước khi phim lên sóng, nữ diễn viên từng có phát ngôn gây tranh cãi. Cô tự cho rằng mình tuy là vợ hai nhưng được vợ cả rất thần tượng. Cụ thể, Thanh chưa làm đám cưới vì có lý do riêng, Thanh là vợ hai, nhưng vợ cả là yêu quý và thần tượng Thanh. Ba người đi chơi với nhau bình thường, con gái yêu thương quay quần vui vẻ với nhau, khiến nhiều khán giả hiểu lầm rằng cô đang tuyên truyền cho văn hóa vợ lẽ. Anh Vũ, má mì xéo sắc nhưng phận đời cay đắng. Đáng tiếc, năm 2019, má mì của Gái nhảy, diễn viên Anh Vũ đã qua đời trong một ngày đầu tháng 4. Một trong những vai diễn nổi bật anh để lại cho hậu thế là vai má mì trong Gái nhảy. Nhân vật này xéo sắc và lạnh lùng, nhưng khi gặp công an là dịu dàng hiền hậu. Nhân vật của anh Vũ đại diện cho một tầng lớp buôn phấn bán hoa, tuy là ham tiền bạc nhưng đâu đó anh vẫn có tình người. Vai diễn trong Gái nhảy từng được đánh giá là một trong những hình tượng để đời của cố nghệ sĩ trong sự nghiệp diễn xuất.
Sau vai diễn này, anh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, xuất hiện trên cả sóng truyền hình, màn ảnh rộng và hoạt động mạnh mẽ ở sân khấu kịch. Tháng 4 năm 2019, nam nghệ sĩ đột ngột qua đời vì đột quỵ khi đang lưu diễn tại Mỹ.